Xin chào anh chị và các bạn, tôi Ngọc đây. Hôm nay tôi Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái chủ đề, đó là thuế bất động sản thứ hai khi nào sẽ bị đánh thuế. Và hôm nay thì là cái ngày mà Quốc hội đã chính thức thông qua cái luật đất đai sửa đổi năm 2024. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team của em, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì cái ngày hôm nay thì đối với trong cái tóm tắt nội dung về luật đất đai sửa đổi năm 2024 sẽ có 9 điều, và trong số những cái điều này thì không có cái nhắc đến cái câu chuyện đó là thuế của bất động sản thứ hai. Và chúng ta sẽ hiểu rằng đối với cái thị trường bất động sản Việt Nam cũng như thị trường bất động sản Trung Quốc, thị trường bất động sản Trung Quốc đã phát triển trước thị trường bất động sản Việt Nam lên đến cả 3 thập kỷ, lên đến 30 năm mà hiện tại vẫn chưa bị đánh thuế. Thì chúng ta sẽ đặt ra một cái giả thuyết khi nào thì cái thị trường bất động sản Việt Nam mới bị đánh thuế bất động sản thứ hai. Và cái câu chuyện đó là đánh thuế bất động sản thứ hai thì ai sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất? Đầu tiên thì tôi Ngọc sẽ phân tích ở trên cái góc nhìn của cá nhân và cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị và các bạn đang xem video đây. Và nếu như anh chị và các bạn thấy những cái điều gì cần phải trao đổi thì hãy comment xuống phía dưới để chúng ta cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau. Thì cái luận điểm số 1 đó là nhà nước là cái đơn vị sẽ cầm nhiều đất nhất, và nhà nước thì chính là nhà cái. Và đối với cái thị trường bất động sản thì nó cũng góp một cái phần khá là lớn đối với cái GDP của đất nước. Đâu đó ước tính hiện tại rơi vào khoảng 22% cái GDP của đất nước. Và gần như bất động sản nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 38 ngành nghề. Nên đối với lại cái câu chuyện quản lý vận hành đất nước thì hơn ai hết thì chính nhà nước họ sẽ muốn cho cái thị trường bất động sản phát triển nhiều nhất. Bởi vì họ sẽ là cái người được hưởng lợi nhiều nhất. Như chúng ta thấy một cái ví dụ thứ nhất đó là cái ông mà cầm nhiều đất nhất thì đó là ông nhà nước. Và thứ hai là cái thị trường bất động sản nó sẽ tạo ra một cái nguồn thuế vô cùng lớn. Ví dụ như cái dự án Vinhome ở Đền Bắc, tôi đã phân tích đi. Khi mở bán gọi là bán F0, thì khi mà làm một cái dự án như thế này, ngoài những cái tiền mà chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì cái đơn vị chủ đầu tư phải đóng trong cái quá trình hoàn thành dự án đi, thì nó sẽ tạo ra một cái lượng công ăn việc làm rất là nhiều, và nó cũng kéo theo rất là nhiều cái ngành nghề. Và tiếp theo thì khi hoàn thiện một cái sản phẩm rồi và lúc mà bán cho cái khách hàng thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái thuế VAT 10%, ví dụ một cái căn hộ 5 tỷ thì không biết là cái doanh nghiệp đó họ lời họ lỗ như thế nào, nhưng ông nhà nước ông sẽ có 10%, đó là 500 triệu. Tiếp theo là chúng ta cũng thấy vừa rồi, ví dụ như ở thị trường bất động sản tại dự án Vinhome của Đền Bắc có rất là nhiều căn phải cắt lỗ, tuy nhiên vẫn phải đóng thuế. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái khoản phí thuế 2,5% bao gồm đó là 2% đó là thuế thu nhập cá nhân và 0,5% đó là phí trước bạ. Thì chúng ta thấy rằng một cái căn 5 tỷ đó thì bây giờ cắt lỗ còn 4 tỷ đi, thì đấy thì bây giờ phải đóng thuế 2,5%, thì sơ bộ thì nó là con số là 100 triệu đấy. Đấy là lần hai. Và tiếp tục đến lần thứ n thì nhà nước vẫn thu được thuế, thì đó là cái câu chuyện. Đối với lại cái vận hành quản lý đất nước thì hơn ai hết thì chính phủ sẽ muốn cái thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định. Và cái câu chuyện khi nào sẽ đánh thuế bất động sản thứ hai thì đối với lại những cái nhận định thì tất cả những cái mà theo như quan điểm của Tôn Ngọc thì một là mình chỉ biết được những cái vấn đề hiện tại, hai là mình chỉ biết được những vấn đề đã xảy ra, còn những cái ở trong tương lai thì mình tất cả thì nó là dự phóng. Đối với lại chính phủ hiện tại thì đang xây dựng chính phủ điện tử, và cái công việc chính phủ điện tử khi xây dựng xong đi vào hoàn thiện thì Tôn Ngọc cũng chỉ nghĩ rằng hiện tại thì chỉ hướng tới cái vấn đề đó là sao, đó là cái
người môi giới thì nó phải chuẩn là môi giới. Thứ hai, các cái hoạt động mà giao dịch về bất động sản thì không được khai báo thuế nữa. Ngày xưa ví dụ một cái bất động sản 5 tỷ thì chỉ khai có 1 tỷ hoặc là 500 triệu thôi, thì bây giờ là khai đúng 5 tỷ đấy, thì để nhà nước thu đủ thuế. Và thứ ba đó là nhà nước sẽ kiểm soát, đó là cái ông khách hàng ngày xưa là ở đâu có 5 tỷ không quan trọng, nhưng bây giờ là ông khách hàng đó lấy 5 tỷ ở đâu đấy, thì bây giờ ông trúng xổ số đúng không, thì ông phải đóng cái thuế thu nhập bất thường, hoặc ông làm doanh nghiệp mà ông có cái tiền lời thì ông phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ý ở đây cái câu chuyện là họ sẽ truy xuất đến cái vấn đề cái nguồn tiền để giao dịch vào bất động sản đó, để họ kiểm soát cái vấn đề cái sự minh bạch của cái tài chính và cái minh bạch của thị trường bất động sản. Để và cái điều này thì nó cũng như Tuấn Ngọc cũng nhận định những cái nội dung Tuấn Ngọc hay chia sẻ, thì đối với lại cái câu chuyện tiền bẩn nó sẽ giúp cái thị trường bất động sản nó sẽ tăng nóng và sốt. Tuy nhiên cái khái niệm tiền bẩn thì nó cũng sẽ không có giúp cái thị trường bất động sản phát triển một cách bền vững và ổn định. Và đối với một cái vận hành quản lý của một cái quốc gia thì chính phủ sẽ mong muốn rằng cái thị trường sẽ phát triển một cách bền vững, ổn định và nó sẽ lâu dài. Đấy, thì đấy là những cái lập luận và đó là những cái quan điểm của tôi Đinh Ngọc. Còn đối với lại cái câu chuyện tương lai thì mình sẽ không biết được, và mình phải quan sát theo cái chính phủ điện tử họ sẽ triển khai như thế nào. Và nếu mà sớm thì nó phải cuối cái chu kỳ này, nó sẽ rơi vào từ cái giai đoạn 2030 đến 2033. May ra thì mới triển khai về thuế bất động sản, thuế của ngôi nhà thứ hai. Còn đối với lại từ giờ đến 2030 thì tôi Ngọc tin rằng cái điều đó khó có thể thực hiện, và tôi Ngọc nghĩ rằng nó cũng phải cái tầm cỡ 2 chu kỳ nữa, nó phải tầm nhìn từ 2023 đến 2043, giai đoạn mà 2045 mà chủ trương của nhà nước Việt Nam trở thành một cái nước công nghiệp hóa, thì khi đó thì chúng ta mới nghĩ đến cái câu chuyện đó là đánh thuế bất động sản thứ hai. Còn đối với ở trong giai đoạn này thì tôi Ngọc nghĩ rằng cái câu chuyện đó nó không phải là vấn đề mà chúng ta đáng để quan tâm, đáng để lo lắng. Và đây tất cả những cái nội dung thì đó là cái quan điểm cá nhân của tôi Ngọc, cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị và các bạn đang xem video đây, và chúng ta bình luận hoặc là chúng ta trao đổi ở trên cái cơ sở tôn trọng và hợp tác và cùng giúp nhau phát triển, chứ cũng không nên có những cái quan điểm công kích cá nhân. Và đấy là đôi điều tôi học muốn chia sẻ. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung tôi học chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho một ai đó, thì anh chị và bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Đình Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Đình Ngọc và đội ngũ team Colen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôi Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.